Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì mình là Linh đây. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ thử vào trải nghiệm chế độ zombie thử. Và tiện thì cũng hướng dẫn cho anh em, chỉ luôn cho anh em một cái chỗ góc lag để thành hero. Đây này. Chỗ này này. Đó. Chỗ này thì nói chung là bọn nó sẽ các bạn ấy sẽ đây đây, zombie này. Lag. Zombie không cào được mình luôn. Thoải mái đi bạn ơi. Cào. Định mệnh. Nói chung là nếu mà phải hai đứa cơ, hai đứa nó nhảy lên đầu nhau thì nó mới cào được mình, chứ không là mình không đấy nào. An có mẹ an toàn chặn đâu thì cha nội chặn đâu anh dài ủ được chuyện đó thế chém chém này ủa ôi thua rồi, định mệnh. Cái góc đấy nói chung là cũng là góc lag nhưng mà vẫn có khả năng bị chém thành quái được anh em ạ. Đây anh em nhớ, mình mới quay được bộ đồ săn quỷ này, ui xịn vãi. Lại nhảy vào đây, bộ đồ này đẹp thật anh em ạ. Đấy, auto ở đứng đây xịn luôn, chờ để ngày biến anh hero thôi. Mày còn có 5 mống, mọi người thoát ra khá là nhiều anh em ạ. Không phải mình biến hero chứ, mẹ luôn, không phải mình giết chúng nó đi anh em ơi. Đấy, biến hero rồi, nhảy ra mà chém người thôi thì đấy. Nó bị lag là nó sẽ đẩy vào trong tường anh em ạ, nên là anh em phải chạy ra ngoài để có thể phi ra ngoài. Chém phát. Ôi trời, chết luôn. À chạy rồi. Chạy đâu bạn? Hello baby. Đứng lại đi anh trai ơi. Nè, trời ơi, rồi ôi, tự nhiên bây giờ phải đuổi theo thanh niên này anh em ạ. Nó chạy nhanh thế. Chém bẻ xõa luôn. Định mệnh hai con, ba con zombie. Hai con zombie quấn nhau, một con chết là một con què. Định mệnh đâu rồi? Nó chạy mẹ ra ngoài bo rồi, khốn nạn thiệt. Nó chạy ra ngoài bo thì không vấn đề gì, mình chạy ra ngoài bo thì thôi, thấy mẹ luôn. Trời mày luôn này, làm sao mày nghĩ mày gồm chuộng mà anh sợ chú á? Anh không ngán, anh chưa ngán một ai luôn. Nào bơi vào đây ngon, bơi nào. Mày nghĩ mày gồm chúa à? Chúa mới chẳng chiếc à? Chạy mất dép ngay, gặp Linh ATM là chạy mất hình ngay. Ngán gì, đàn cực không ngán đâu. Chú này đây còng mẹ chú dầu đèn này. Vô đi anh ai ơi. Đâu rồi? Qua đây đi mà. Em đợi anh đến mẹ luôn. Qua đây. Trời ơi, tại sao lại không có chiếm cái thân thể tôi chứ? Nhào vô mà kiếm ăn rồi. Hồi máu xong chưa? Vào làm xét. Đấy anh em thấy gạ như vậy rồi mà nó còn không vào nữa thì chơi bời gì? Đổi từ châu tinh trùng các thử, nói cả châu tinh trùng vào đây rồi mà nó không vào anh em ạ. Còn mày nó thịt là khốn nạn lắm mà. Đâu rồi, nhào vô kiếm ăn nhanh, nên còn có 50 giây chúng ta phải sang trận mới bắn nhau ầm ầm. Ông để biến hero đúng không? Có phải hợp lý không? Cứ chuồn mệt thật. Đi hồi máu đây anh em. Hồi máu xong rồi ạ. Hồi máu. 1-1. Nào bơi vào. Ngon bơi vào. Nào bơi vào. Làm tí cho con nó khỏe. Ui máu đầy mà. Gờ lên này. Lại thì gờ lên này. Gờ lên này. Ui gờ lên chém như chém chuối. Địch mệnh. Thanh niên. Kiểu cái con game này bây giờ nó nhái sang kiểu cả đột kích rồi anh em ạ. Biến zombie nhưng mà theo mình cảm nhận là những cái thao tác của nó chưa được mượt. Nó vẫn hơi tụ. Bơi vào này. Vì quả đấy mà không hết giờ thì mình chém cho bạn thôi. Lát mẹ nó người luôn. Lát người luôn. Đấy hợp lý luôn. Còn có 4 thí sinh nữa thôi anh em. Bộ đồ đẹp không? Quá đẹp luôn. Hay thiệt sự. Nói chung là chế độ này phải nhiều người chơi cơ nó mới vui. Lại vào góc lát biến hero anh em ạ. Tí ra chém chuối cho nó phê. Chỉ có 3 round thôi.
mình sẽ chơi thử đâu đó tầm 2 trận đi cho anh em xem. Đấy, góc góc này vào cực dễ luôn, nhảy hết là vào luôn. Ôi thôi, bốc bốc ấy ăn phá rồi. À đứng trong này à. Anh gì ơi, ui không làm à, hero à, à hero à, nào hero. Hero này, hero này, hero này. Này này, ui đau 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 thấy mẹ rồi. Ôi thỉnh thoảng làm cái cho nó khỏe à. Hồi máu ở đâu nhở, mình muốn hồi máu cái để có thể thịt thằng hero này, thằng hero. Thịt luôn thằng hero anh em ạ, điểm mình cao nhất luôn, thơm ngon bổ dưỡng mà gặp cái gì đấy lên top luôn. Làm thêm trận nữa nha anh em cho nó hợp lý, hợp lý luôn. Đấy, anh em nhìn bộ đồ quay đẹp không? Quá đẹp luôn, bộ đồ 10 tỷ. 10 tỷ đấy anh em. Không có đùa được đâu, không có đùa rồi mấy S2 à. Rồi, trận này có 8 thằng, 10 thằng. À đông phết nhờ. Từ đã chờ người chơi khác quá. Người toàn đầu gấu, đầu mèo thôi. Bắn căng rồi, nhiều đạn mà nên là các thành viên cứ sấy thôi. Hợp lý này. Ui, M4 băng này, xịn thế nhở. Dầu thực sự. Được. Cao 1 rồi, 12 thanh niên. Ui, trận này đông. Ui, thoát mỡ hết rồi. Thôi, còn có 3 cháu, 2 cháu, ôi solo 1-1 định mệnh. Solo 1-1 mình khỏi cần phải bung luôn anh em ơi. Không cần vào góc lag luôn. Khô máu với thanh niên này luôn này. Sau đây sẽ là màn bắt cua đi săn người như kiểu săn đột kích đến từ vị trí linh ATM. Rồi. Cãi định mệnh. Khốn nạn vãi trưởng anh em ạ. Thoát mợ luôn. Nó làm rôm nó thoát mợ luôn. Rồi là trận khác. Chơi này thì ai chơi? Các anh, các chị chơi như vậy thì tôi chịu. Không có đú được. Đấy, vào trận mới luôn. Đấy. Đồng đồng thế này thôi, tí thoát mỡ hết anh em ạ. Ê, bị khốn nạn chưa. 11 thanh niên rồi, còn cái này một đồn. Xịn 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 người luôn, chuyên nghiệp đấy. Chuyên nghiệp đấy. Một đồ săn quỷ rất hợp với phong cách combine này anh em. Nhìn từ đằng sau đẹp vãi thế mà nhìn này. Chỗ tay của nó màu mè vãi luôn này. Đẹp vãi nổi ra. Rồi, thoát dần, ôi định mệnh còn. Còn 5 thí sinh thôi, 4 thí sinh. Chơi bời gì đây? Mình sẽ nhảy vào góc lag một trận, sau đó là hai trận kia thì mình đi săn nha anh em. Hợp lý không? Hợp lý luôn. Đấy, ngồi đây. Vào đây thì tỷ lệ thành định mệnh đang định nói phép, tỷ lệ thành hero thì thành mẹ nó zombie luôn. Ôi nó thành nó hero đấy anh ạ. Anh em đâu? Đứng lên. Bẩn. Ủa, ôi, ôi bạn ơi. Chắc chắn các bạn chết rồi. Quay lại mà chém đi. Chạy như vậy chắc chắn là chết thôi. Đấy. Chạy như vậy chết chắc luôn anh em ạ. Quay lại mà đảo và xào rau thì mới sống được thôi. Round 2. Chỉ có 3 round thôi anh em ạ. Ui. Chỉ có 3 round mà thôi. Anh em nào mà thích thì vào đây mà quẩy tí thôi. Chứ thật ra là chế độ này nó vẫn còn hơi tù lên là mọi người vẫn chưa chơi nhiều anh em ạ. Phải thêm chắc là phải sang bản cập nhật tiếp thì nó mới những cái thao tác các thứ nó mới mượt. Thì anh em chơi nó mới trải nghiệm nó mới tốt. Lại zombie định mệnh. Really? Nó làm hero cái này. Không biết gì này à, còn à, đây hero rồi, hero mới tôi à, hero mới tôi cũng được chết thôi, này thì hero này, à nhảy à, chạy à, làm sao phải chạy, à lại còn chơi kiểu luồn lách này. Nó xem solo đi bạn
Hiền. Solo đi bạn Hiền. Ui. Ui, tí nữa thì bị ăn nhặt đấy. Thôi quên bợ đi anh em ạ. Úi trời ơi, điểm mình cao nhất luôn, vãi trưởng ạ. Trận cuối anh em ơi, trận cuối. Hy vọng trận này không bị biến thành mình zombie. Trận này mình đi săn luôn đi, không vào góc lag nữa. Đấy cái góc lag này này. Anh em cứ vào đấy auto nói chung là nó không cào mình đâu. À đâu, có cào được nhưng mà phải hai con zombie trở lên mới cào được cơ. Đấy, góc lag hợp lý luôn. Này đi săn thì cho hợp lý. Tỏ ra mình còn quái vật xem nào. Mày đến này đấy. Gặp mình ở đây là bạc đen rồi. Quái vật đâu? Bơi vào đây. Mình chạy giữa đường. À, tảng hình rồi. Tảng hình với tôi này. Quyền ơi là Quyền tảng hình à. Đâu rồi, Quyền đâu rồi? Quyền còn ở đó không ta? Mình nhảy như ngựa ở đây này. À, thanh niên này có vẻ là không ăn được mình. Lên là phải lên kia rồi. Ôi trời, các bạn đen rồi. Nhào vô kiếm ăn. Nhào vô. Chơi với hai bên mình chém chuối luôn, chỉ còn Quyên mà thôi, Quyên này rồi. Ôi game nào dễ anh em ạ. Trời ơi, game hơi dễ đấy. Thế là clip trải nghiệm của mình cũng đến đây là kết thúc. Anh em nào thấy hay thì đừng quên để lại mình một like, một đăng ký kênh và comment ý kiến ở phía bên dưới nhá. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em nha.